Cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cho biết tính đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3.619 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 3.617 ca được ghi nhận trong nước. Chúng ta đã tăng 104 ca so với ngày trước đó tại 44 tỉnh thành phố, trong đó có 1.726 ca được phát hiện trong cộng đồng. Trong đó các tỉnh thành phố có số ca mắc nhiều như là tại thành phố Hồ Chí Minh với 1.527 ca, Đồng Nai 499 ca, Bình Dương 446 ca. Trong ngày hôm nay, Việt Nam cũng đã ghi nhận 2.549 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, nâng tổng số ca chữa khỏi tính đến thời điểm này là gần 784.748 bệnh nhân. Tiểu ban điều trị cũng cho biết thêm, ngày hôm nay ghi nhận 115 ca tử vong, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh là 75 ca, Bình Dương 18 ca. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng là hơn 54 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 38 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 15 triệu liều. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Kompasu ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong vòng 24 giờ tới đây, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh dần lên. Đến 13 giờ ngày mai, ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết nối với cơn bão Kompasu phân tích trên kết hợp với khối không khí lạnh, nên trong ngày và đêm nay, đêm 11 tháng 10, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6. Riêng phía Bắc sẽ có lúc gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Hoàn lưu bão số 7 kết hợp cùng với không khí lạnh tác động đã gây mưa lớn kéo dài, gió nhẹ cho toàn tỉnh Thái Bình trong ngày 10 tháng 10. Hiện nay, địa phương này vừa khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa bão vừa qua, vừa sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 8 đang hình thành trên Biển Đông. Dù không gây ảnh hưởng lớn, nhưng bão số 7 đã khiến 5.900 hecta diện tích lúa mùa trong toàn tỉnh bị nghiêng đổ, trong đó có hàng trăm hecta sắp thu hoạch bị chìm trong nước. Mưa lớn cũng khiến 3.460 hecta diện tích rau màu bị ảnh hưởng. Đặc biệt hơn 30 mét đê tả Hồng Hà thuộc địa phận thôn Phương Giang, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải bị sạt lở. Hiện công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là khi cơn bão số 8 sắp đổ bộ, hoàn lưu sau bão có thể tiếp tục gây mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú. Tuyệt đối không để người dân nào ở lại tàu thuyền, chòi canh ngao, vùng nuôi trồng thủy sản. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, các xã, các cụm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng vật tư, nhân lực, ứng cứu các trọng điểm đê kè, cống khi có sự cố xảy ra. Cùng với khu vực miền núi phía Bắc thì khu vực Trung Bộ cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sạt lở lũ quét mỗi khi mùa mưa bão về, khiến hàng trăm người chết và mất tích. Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 15 tháng 10, Biển Đông có thể sẽ xuất hiện liên tiếp hai cơn bão nữa. Một số nơi có dấu hiệu xuất hiện đợt mưa đặc biệt lớn. Do đó, các địa phương ở những khu vực xung yếu cần phải cấp bách nâng cao năng lực phòng chống lũ quét và sạt lở đất. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, theo các dự báo hạn dài thì Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất khoảng 70-80%. Trong các tháng còn lại của năm 2021. La Nina thường làm gia tăng số lượng bão, áp thấp nhiệt đới và gây mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm ở khu vực Trung Bộ. Dự báo từ nay đến cuối năm, còn từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có từ 3 đến 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Do đó, việc thực hiện di dời dân tại các địa phương khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ rất cấp bách. Ở sơ tán ở đây không những chỉ là đảm bảo an toàn phòng chống của cái sạt lở đất và lũ quét và còn phải đảm bảo an toàn cho cái dịch COVID. Và chúng tôi cũng đã đôn đốc nhắc nhở các địa phương đó là ở các khu vực này thì phải đảm bảo về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng như thuốc chữa bệnh và đảm bảo an toàn khi mà có cái điều kiện mà bị do lũ bão nó bị chia cắt dài ngày. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai,
đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống vừa chống dịch vừa chống thiên tai. Hiện cơ quan này đã xây dựng cuốn sổ tay về phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện thiên tai xảy ra, đồng thời lên các kịch bản ứng phó với sạt lở, lũ quét để các địa phương thực hiện hiệu quả. Chúng ta cũng đã có những cái kịch bản và chúng ta rà soát những cái kịch bản này. Đồng thời thì sẽ chủ động sẵn sàng cho cái việc mà ứng phó, trước hết là phải ứng phó từ các cái hộ dân cư, từ các cái khu vực của các cái vùng mà có nguy cơ bị chia cắt, và bên cạnh đó thì có sự hỗ trợ của chính quyền và cơ quan phòng chống thiên tai của các cấp. Có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái an toàn. Thống kê của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho thấy, hiện cả nước vẫn còn 13.200 điểm sạt lở đất đá và 337 điểm lũ ống, lũ quét. Do đó, nếu các địa phương không kịp thời ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Chuyển sang một thông tin về thị trường. Thưa quý vị, theo điều chỉnh từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày hôm nay, mỗi lít xăng tăng từ 930 đến 970 đồng. Cụ thể sau điều chỉnh thì giá xăng E5 RON92 tăng lên mức là 21.680 đồng một lít, cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. RON95 là 22.870 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng từ 510 đến 980 đồng. Dầu hỏa là 16.620 đồng một lít, dầu diesel là 17.540 đồng một lít, dầu ma rút là 17.090 đồng một kg. Chỉ trong hơn một tháng kể từ ngày 26 tháng 8, mặt hàng xăng dầu đã có 4 phiên liên tiếp điều chỉnh tăng giá. Riêng mặt hàng xăng RON 95 đã tiến sát mốc là 23.000 đồng một lít. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, ngày 10 tháng 10, toàn bộ 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất kiểm soát dịch COVID-19. Đây là chia sẻ của ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn ra trong chiều nay. Theo đó, ngày 7 tháng 10, có 19 quận huyện và thành phố Thủ Đức được đề xuất kiểm soát được dịch COVID-19. Đến ngày 8 tháng 10, có thêm huyện Bình Chánh được đề xuất, và đến ngày 9 tháng 10, có thêm quận Bình Tân được đề xuất kiểm soát được dịch. Như vậy, tính đến ngày 10 tháng 10, tất cả 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất kiểm soát được dịch COVID-19. Hiện các đoàn kiểm tra đang tổng kết, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để công bố quyết định chính thức đến các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Hiện nay, Ban chỉ đạo ra tổng hợp tất cả các tình hình, sau đó sẽ họp các đoàn kiểm tra để thống nhất, sau đó sẽ công bố về việc này. Sau 10 ngày thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều mặt đạt được như việc người dân thích ứng, an toàn, linh hoạt trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu hoạt động trở lại, qua đó tạo công ăn việc làm cho người dân, an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều mặt vẫn chưa được, như việc vẫn còn một số bộ phận người dân lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch. Một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại chưa nhiều. Tình hình đi lại của người dân đến các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Tin chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, không cắt cứ, không chia cắt. Chiều và tối nay, Hải Phòng và Hà Nội đã ra văn bản bỏ quy định người đi từ các tỉnh khác trên phương tiện máy bay đến Hà Nội phải cách ly tập trung. Sau 2 ngày yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách đi chuyến bay nội địa từ thành phố Hồ Chí Minh đến lưu trú trên địa bàn, ngày hôm nay thành phố Hải Phòng cũng bỏ quy định này. Như vậy, hành khách đi chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng không phải cách ly y tế tập trung. Còn tại thủ đô Hà Nội, cách đây ít phút, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành văn bản về việc phối hợp triển khai mở lại đường bay nội địa đối với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo đó, Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất là một chuyến trên ngày, chở khách 2 chiều, ngồi giãn cách 50% công suất. Đáng chú ý, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.